Hello em và chào mọi người quay trở lại với channel của CZ. Này đi. Lại meta này có thể anh có thể flex nhiều bài, ok phết. Không sợ trùng bài. Sử Thanh Hoa vẫn hot pick anh em ơi. Sử Thanh Hoa thì vẫn hot. Đi vàng này. Khai. Có mo mùa này có phải em có mo mùa này cũng khỏe mới được tăng sức mạnh. Thế là chuyện có mo luôn. Xem. Ê, lâu lắm mình không chơi cái này cũng hơi tiếc. Mình chơi cũng hơi tiếc đấy. Chơi này đi. Ê, mình không nhớ cái này chơi yếu quái gì anh em ơi. Xe mã vào đây. Đây này luôn. Ai à, má cái lõi này bây giờ ngon nhỉ, giờ toàn mấy trang bị mới ngon vậy. Chợ có lõi điên thật. Lõi điên thật mà. Hoa rơi à, hành kinh à, mỗi người một bài thật anh em ơi. Ba vàng ngẫu nhiên. Con nào? Long vương. Để mỗi người một lời. Hoa rơi nơi cổ.
Khỏe thế. Má cày thế nhở, rèn sừ có trang bị đi không? Này cầm chín mạng được không? Sa-Fred này, Catling, Irelia. Sĩ à? Mùa này con này cũng khỏe em ơi, nó luôn này mà kẹp 6 ác áp là cũng điên rồ phết đấy. Đổi luôn em nhỉ? Tôi lên level 6 đổi nhé. Sao này dính nhỉ? Con nào để vào sau lại được à? Tưởng mình tưởng là con nào khỏe nhất được nhỉ? Xét mạnh nhất của bạn mà. Thì ghê ha. Bây giờ chỉ chờ đồ thôi em. Chẳng có công việc gì nặng nhọc lắm. Chờ đồ thôi.
Ôi trời ơi, lại gặp cái bạn này rồi. À, quả lỗi nhỉ. Nói là 3 trang bị. Ui, căn lên kia mà bắn đau thế. Đau đây, đau đây. Đau đớn đây. Này cũng tạm được, nên cũng phải tạm được. Này cũng được rồi. Nãy giờ bán con đấy vẫn chưa tìm thấy lại nhỉ? Để bán Manfire đi vẫn chưa tìm thấy lại. Manfire on nữa. Morgana. À, rơi Nico. Ăn choáng. Điên rồ quá anh em ơi. Cố lên điên rồ nữa lên. À, mày điên rồ thật nhỏ. Nhìn tích thật anh em ơi. Chẳng nhau tướng quá nhỉ anh. Úi sợ, úi sợ. Ê, cái bán thăng hoa với hả? Con này hợp quá nhỉ? Đánh tí thêm một cái đồ tạo tác nữa cho con này thì...
Đó, kiếm một tí đồ tạo tác rồi anh em. Xịn hơn à. Cần vội luôn không nhỉ? Mấy chấm cần mình lên. Start 4.5 mà thoải mái em ơi. Cứ lười lười tí, eco tí. Tại trận này mình cũng eco từ sớm rồi. Pandora. Cô một chút. Này trông như có vẻ gọi đủ thần tài hay sao nhỉ? Đúng không? Okay. Đến tận 3 hơi khó nhỉ. Ê mà các bạn nào bạn ấy cầm sen mình không sao nhỉ. Rick bạn ấy đánh hắc án thật. Xin lắm. Mẹ xin lắm. Mình không đủ thần tài à. Đồ buồn cười quá nhẹ. Đốt vàng. Đốt vàng anh em ơi, xong mình roll chạy máy tí. Mà mình bỏ cắt linh bỏ cái xa đi nha em. Lên 6 khổng lồ thẳng luôn. Sống vội luôn đi anh ạ. Ôi tay ơi là tay ơi. Tay ơi là tay ơi. Quên mất cứ ở lại đấy thêm một tí nữa mình tìm nó con Zoric nhỉ. Còn chưa tìm cái Zoric nữa. Còn lại tìm tí Zoric không anh em? Tìm được á, mình nghĩ tìm được. Tìm quả Zoric 3 cho mình yên tâm hơn không? Cao cường
Anh quyết định sai lầm rồi anh em ơi. Nhưng mình vẫn tìm được Zorik 3 với là Threat 3 anh em ơi. Zorik 3, Threat 3. Em phải tốc đánh. Xử xẻng đi nhỉ, xẻng kích được cái gì không? U linh này. Lên 4 u linh không? Cũng có 7 khổng lồ nhỉ. U linh thì mình thêm con u linh nữa nhé, thêm 4 u linh đi. Kên nữa, thêm con kên hoặc thêm con thêm kên thôi, chẳng trả thêm con gì, mặc ảnh. Mặc ảnh à? Thêm kên. Thêm kên nữa. Như vậy sợ tìm kên hơi khó em ơi, có ai đánh kên không? Thêm cung mình sẽ đánh kên. Mà không, thêm cung mình sẽ hoa rơi. Nó tìm con Zorik cái này nha. Zorik cái, quét cái. Tướng khi gây hổng nhận sát thương 4 lần, tướng U Linh gọi ra và hồi lại 2 máu đồ đa trong 2 giây. Cho on mình U Linh được không nhỉ? Cho on mình U Linh thôi. Xong rồi mình lên 8, lên 8 rồi tìm nốt con Threat 3. Yeah, mỹ mãn rồi anh em ơi. Mỹ mãn rồi. Không đòi hỏi gì hơn nữa. Thì biết đâu ra một cái ấn gì đó hay hay, ấn ra ấn thiên cung hay ra một cái ấn gì thú vị thì mình sẽ chơi. Bây giờ chỉ có ấn thiên cung với ấn u linh thì ngon thôi, à, mình nghĩ u linh thì ngon nhất rồi. Chắc là phải ấn u linh vậy. U linh ngon hơn. Tiếp vậy thôi. Zorik xong rồi này. Kên thì tìm một tí này. Ờ, tìm Threat này. Và tìm UD này. UD không? Và tìm Morgana này. Tìm được con khỉ nữa thì tốt, nhưng mà cũng không tham vọng nhiều. Tần này ok lắm rồi đấy em. Hình tướng tiếc cái này. Đâu ra được thêm cái gì không? Máu à? Máu thêm được thần rừng à? Ôi, lấy một cái gì khổng lồ quá nhỉ? Đã
thì quyết tâm chờ đồ đi anh em ơi. Nên quyết tâm chờ đồ luôn. Ngũ linh đúng không? Thì lại đều chắc ăn anh em ơi. Quyết tâm chờ đồ một tí nhé. Em tí nữa ra 5 chấm ra cái vòng đi chợ ra đồ thì ngon rồi, cho con sen. Không ra đồ gì ngon thì chịu thôi, nhưng mà nghĩ chắc là kiểu gì ra đồ gì ngon. Mong là thôi. Phải lắp mấy cái đồ kia cũng chả có đồ gì thực sự là có kiếm súng hết stack thôi. Sojin thì Sojin cũng được nhỉ, ở trong con này Sojin cũng được. Thôi, cái đồ tay cũng được. Sao hết. Mình luôn thôi. Chờ đợi ai đâu. Cái này mình mắc ping lắm rồi em. Cây Morgana Threat là không? Eco thôi. Bây giờ Eco thôi. Hay là run luôn nhỉ. Run luôn được, Eco cũng được. Chuỗi thắng đang dài. 4 U Linh 6 khổng lồ. Để cần đồ thôi. Để chẳng tướng nữa, cần đồ thôi. Có lõi giao tranh nhá. Bao nhiêu lõi giao tranh này vừa. Om thì om 2. Hay mình lên một phát om 3 nhỉ, xong rồi nó ném đồ cho con sen của mình nhỉ. Ước mơ xa vời quá. Chẳng có mà cứ cầm của anh em cũng được. Cho anh em đỡ chơi. Vậy Neko hoa rơi xong đấu Volibear. Hết rồi. Không ai đánh sĩ à. Sư Thanh Hoa này. Đây mà lại đánh. Thế mà lại đánh mà đánh thuật sĩ lắm. Theo bán sử Nazi đi được anh. Neko hoa rơi à. Bao giờ chúng tôi à? Ui, cái hồi máu nhìn nhiều quá. Hồi máu cũng nhiều ấy chứ. Cũng nhiều nhạc ấy chứ. Thêm cuồng đao nữa không? À, thêm được cái cuồng đao nữa, đúng kỳ luôn ấy. Thì Sandra cầm cái kia chắc là mất này. Nào không mất. Không lấy được cái cuồng đao mình lấy một cái giáp này cũng được. Hay lấy Sojin, lấy Sojin cho Morgana cũng được. Lấy Sojin cho Morgana đi. Chưa có đồ công cho con xe này nhỉ. Làm gì mà tướng tự đến này anh em ơi. Không làm gì mà tướng cũng tự đến. Con kênh ra góc này. Con góc này. Đừng đánh vào đấy, nó lại mặc đồ ra trong mấy thằng cu kia. Nhìn ghét thế nhở. Và thế mà lấy được cái cuồng đao cho con sen thì đó làm sao cái Sojin này cũng phải. Con sư luôn đây, con khách ba luôn. Thề mình không hề cố ý đánh một cách tàn bạo thế luôn ý, nhưng mà anh em chả ai tranh tướng mình luôn. Yêu buồn thật sự, kịch bà già gì. Cẩn thận nha, mày lại sai bài đấy nha. Cẩn thận nha.
Để phòng mặt này tí anh em ơi. Lên 9 không nhỉ? Hay lại đi cô lên 9 nhỉ? Cô lên 9 lấy thêm con lấy thêm thiên cung với lấy thêm hiền giả. Cũng được anh em ơi, đi cô lên 9 ấy. Thế cũng có làm gì đâu, mình chờ con Fred 3 nữa rồi xong. Chờ con Fred 3, chờ con UD thì thôi không làm gì, mình lên 9 luôn chứ làm gì nữa. Mất kỳ lên 9 nhỉ? 72 vàng chắc hơi nhiều. Chẳng kịp lên anh em ạ. Khi roll luôn. Trừ khi phát này ra một đống vàng. Thì ngộ ở tí nhỉ? Gói đăng ký vàng mỗi giai đoạn nhận lượng vàng ngẫu nhiên. Biết là nhận khoảng 100 vàng ra. Giai đoạn nhận lượng vàng ngẫu nhiên. Nào, cầu nguyện trong cái đồ gì nó ngon nghè nghè tí nha. Nó toàn phần chứ chả còn cái gì nữa. Đây thêm một vuốt rồng cho ai nhỉ? Đồ công vật lý, công vật lý. Giảm kháng phép à? Ôi, được lỡ mũi này ngon đây em. Nó tạt phần thôi chứ chẳng có gì khác. Một B3 Tritana 3 cũng khỏe đấy anh em ơi. Nhà này đang lo ngại phết nhỉ. Sáu tám anh em ơi, bù lên tí. Phải tìm con Fred 3 nữa. Rất khổ. Naughty, Feliot, Syndra, Lissandra. Né góc bên này, bắn con kên mình. Đây là đến lúc mà mấy bạn 4 tiền, 5 tiền các thứ khỏe rồi anh em ơi. Cũng hơi lo ngại đấy. Mà xì bắn đau quá nhỉ. Đau đớn đấy. Ghim lại ngay anh em ơi. Kinh nhở hay. Không phải hết tiền rồi. Nhưng mà cũng phải tìm một con đấy anh em ơi. Tìm một con cái xa về đấy. 68 à. Lo ngại ghê. Cái này mà may mắn tìm được con cái xa 3 là mình cũng đi đời đấy. Mà mình còn muốn lên 9 nữa. Hãy thôi bỏ ý định lên 9 mình nhỉ. Tìm được con Thread 3 không? Để tìm được một con cái xa về không? Có phải quá nhỉ? Để phải tìm con Thread 3 về lên 9 ấy em. Phải lên 9. À không, cũng phải bình thường thôi. Nhưng mà phải tìm cái xa 3 em ơi. Thế để tìm luôn không nhỉ? Đồ gì cho con thần rừng phù thủy ở chiếc khổng lồ này. Bật giá nha nó. Cái thế nhở. Má
8 con. Hết tiền rồi, hết tiền. 8 con gai xay mà hết tiền rồi. Có thêm một tí hiền giả này, tí thiên cung này. Thiên cung chắc là gì nhưng mà thôi, thêm được cái gì tốt bấy nhiêu thôi em ơi. Mình đang UD 1 đấy, chưa lên UD 2 đâu. Đỡ. Khó đỡ lắm, nó khó đỡ lắm. Quên anh cái xa. Con này em ơi. Đã không hơn được. Ba gọi đánh nhau cũng thua đam được. Choáng. Mình cũng loại đánh nhau à. Tui cũng lõi đánh nhau mà. Ôi da. Tôi cũng có phải là hiền hòa gì đâu, tôi cũng loại đánh nhau mà. Tham hồ đánh nhau lắm các bạn ơi. May bọn này chưa lên, mình chưa lên thoát ba ấy. Mình thoát ba đi nữa. Chưa chịu đi à? Cho lên thoát ba một tí. Bạn lại đang chờ cái xa. Sao? Thằng này sẽ roll tìm một cái xa của tìm một cái xa cho yên tâm. Sao thử. Lo lắm, lo lắm, lo lắm, lo lắng lắm. Lo lắng con Kai'Sa 3 này lắm anh em ơi. Rồi đây rồi. Vì vậy dễ dàng thế thôi. Kai'Sa đâu? Không ra rồi. Dễ là không ra rồi anh em ơi. Bùa đỏ, dám chẳng gai, cần cái này đấy. Chơi thôi anh em. Tìm con Kai'Sa 3 nữa thì điên rồi, nhưng mà chắc không tìm được. Người gửi máy cũng người gửi máy. Anyway, vậy thôi, với mình đến đây là kết thúc rồi. Nếu bạn thích cái clip trên thì hãy like, subscribe và comment xuống phía dưới những góp ý các bạn có thể giúp mình phát triển kênh nhé. Okay, bye bye.